Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Phương Đông TV. Kính thưa quý vị, Iron Dome, hệ thống vòm sắt là hệ thống phòng không di động do công ty công nghệ quốc phòng của Rafael và tập đoàn hàng không vũ trụ Israel phát triển nhằm đánh chặn và tiêu diệt các hỏa tiễn tầm ngắn và đạn pháo bắn từ khoảng cách từ 4 đến 70 km. Iron Dome được Israel chính thức đưa vào hoạt động vào tháng 3 năm 2011. Ngày 7 tháng 4 năm 2011, hệ thống này lần đầu tiên đánh chặn thành công hỏa tiễn BM-21 Grad phóng đi từ dải Gaza. Ngày 10 tháng 3 năm 2012, tờ báo Jerusalem Post đưa tin rằng vòm sắt đã bắn hạ 90% số hỏa tiễn phóng đi từ dải Gaza nhằm vào các khu vực đông dân cư của Israel. Giới chức Israel tuyên bố vòm sắt đã hoạt động cực kỳ thành công. Tính đến cuối tháng 10 năm 2014, Iron Dome đã đánh chặn được hơn 1.500 hỏa tiễn thuộc nhiều chủng loại khác nhau. Tỷ lệ bắn trúng luôn là 90%. Trong diễn biến chiến sự mới nhất, quân đội Israel cho biết ngày thứ Ba, ngày 11 tháng 5, hệ thống phòng không vòm sắt của họ đánh chặn được khoảng 200 rocket trong tổng số 480 quả được phong trào vũ trang Hamas tại Palestine phóng đi. Đến ngày 12 tháng 5, con số được quân đội Israel công bố lên tới 1.000 quả rocket và họ đánh chặn được 850 quả. Người đứng đầu tổ chức phòng thủ tên lửa Israel, ông Moshe Patel, đã cho biết rằng tính đến tháng 1 năm 2021, Iron Dome đã đánh chặn được hơn 2.400 quả đạn trong vòng một thập kỷ vừa qua. Vòm sắt đã thất thủ trước cơn mưa tên lửa của Hamas. Tuy nhiên, các quan chức an ninh quốc gia và tình báo Israel từ lâu đã từng cảnh báo rằng phong trào vũ trang Hezbollah tại Liban có đủ số lượng rocket để tấn công nhà nước Do Thái với số lượng lên tới 500 quả một ngày. Với tần suất như vậy, vòm sắt của Israel chắc chắn sẽ bị chọc thủng. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho quân đội Israel tỏ ra rất cẩn thận và toan tính kỹ lưỡng mọi hành động có liên quan đến hệ thống của Hezbollah. Theo một số nguồn tin của chính Israel, Hezbollah đang có trong tay hàng trăm quả tên lửa tiên tiến và tổng số rocket mà phong trào vũ trang này hiện nay đang sở hữu lên tới 150.000 quả tên lửa trở lên. Nghĩa là việc bắn đi 500 quả mỗi ngày sẽ chẳng xi nhê gì đến kho vũ khí của họ. Phải chăng trong một cuộc xung đột mới nhất giữa Palestine và Israel trong tuần này, lực lượng vũ trang Hamas đã khiến cho người Do Thái bất ngờ khi đã học được cách chọc thủng Iron Dome? Trong chiến tranh Gaza vào năm 2014, Hamas bắn gần 4.000 quả rocket sang Israel nhưng diễn ra rải rác trong vòng 50 ngày. Khi đó nhiều nhất cũng chỉ có vài chục quả một ngày và chúng được phóng đi vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày. Con số cao nhất cũng chỉ khoảng 200 quả rocket trải dài cả ngày và trong suốt 50 ngày chiến tranh, Hamas chỉ bắn hơn 100 quả rocket mỗi ngày trong khoảng 2 tuần. Ngoài ra, phần lớn các quả tên lửa này được bắn sang hành lang Gaza vì Hamas có một số lượng rất nhỏ tên lửa có thể vươn tới Tel Aviv và các khu vực khác của Israel. Do số lượng rất ít tên lửa có thể bắn tới Tel Aviv cùng với vấn đề hậu cần hỗ trợ cho việc bắn nhiều tên lửa cùng một lúc, Hamas gần như không thể xuyên thủng được lá chắn tên lửa vòm sắt. Thế nhưng các cuộc tấn công ồ ạt của Hamas vào sáng thứ Ba và thứ Tư tuần này đã dường như gặt hái được rất nhiều thành công. Họ hai lần phóng một loạt hơn 100 quả rocket trong vòng chỉ vài phút với một số lượng lớn rơi trúng ngoại ô Tel Aviv. Đây được xem là một bước tiến đại nhảy vọt về cả số tên lửa được sử dụng nhắm vào Tel Aviv và khả năng có thể bắn một lượng lớn tên lửa cùng một lúc ở Hamas. Đó là khả năng mà đa phần giới chức Israel tin rằng Hezbollah có thể sở hữu nhưng Hamas thì không, ít nhất là cách đây một thời gian không lâu. Nếu nói đến sự kết thúc vai trò thống trị của Iron Dome ở thời điểm này là hơi phóng đại. Thực tế trong vòng 24 giờ qua, rất ít tên lửa của Hamas vượt qua được hành lang Tel Aviv. Thế nhưng số lượng rocket vươn tới được mục tiêu này lại nhiều hơn dự đoán của Israel. Vì vậy, nếu như Israel cho rằng lá chắn tên lửa Iron Dome có thể bao phủ phần lớn diện tích đất nước ngoài hành lang Gaza, thì điều này có thể không còn đúng nữa. Một câu hỏi lớn đặt ra, liệu tình báo Israel có đưa ra dự báo chính xác khi cho rằng Hamas chỉ có vài trăm tên lửa có thể vươn tới hành lang Tel Aviv? Nếu như Israel dễ dàng bị Hamas gây tổn thương thì họ lại càng dễ bị tổn thương hơn trước hỏa lực của Hezbollah và Iran. Nếu như lực lượng tí hon của Hamas có thể xuyên thủng lá chắn tên lửa Iron Dome bằng 100 quả tên lửa chỉ trong vài phút với hai loạt tấn công trong một ngày, thì Hezbollah và Iran còn gây ra thiệt hại như thế nào cho Israel với những tên lửa mạnh hơn và số lượng lớn hơn?